Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 6 phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Kính thưa quý vị, ngoài chuyện đối phó với những khoảng thời gian trống rỗng bất tận, người tù còn phải chạm trán với những đòn ngầm, hạ thấp nhân phẩm của tù binh xuống thành phạm nhân. Trong con mắt của người thường thì hai danh từ phạm nhân và tù binh có thể tương đương như nhau. Nhưng người tù Nguyễn Hữu Luyện đã tinh tế nhận ra sự khác biệt. Tù binh là những người lính bị bắt khi thi hành nhiệm vụ, chứ không phải là một phạm nhân bị bắt vì phạm tội. Nói một cách khác thì Nguyễn Hữu Luyện không bao giờ cho rằng ông phạm tội. Ông luôn luôn cho rằng ông là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bắt khi đang thi hành nhiệm vụ. Cuộc tranh luận này chưa bao giờ kết thúc trong suốt 21 năm tù của ông. Mời quý vị theo dõi những phản bác của đại úy Nguyễn Hữu Luyện và những đòn thù ông phải hứng chịu khi nhất quyết không chịu để cho Cộng sản đánh đồng nhân phẩm của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa với phạm nhân. Dạ thưa, xin hỏi ông cái thời gian mà ông mới vào, mà từ cái khi mà họ hỏi cho đến cái lúc mà họ bắt đầu họ đề nghị là ông đi lao động mà ông từ chối thì nó diễn ra như thế nào ạ? Sau khi tôi bị bắt thì là họ cùm tôi nhiều hơn. Trong mấy năm đầu là họ cùm liên tục chứ không có đến một ít nhất là 5-6 năm sau thì họ mới thả ra để cho chuẩn bị đi lao động, nhưng mà tôi không lao động. Còn mấy năm đầu thì họ cùm ở trong phòng kín, không có được liên lạc với ai cả. Cái chuyện mà ban đầu mà họ bắt đầu định cho ông đi lao động thì họ bắt đầu như thế nào ạ? Ồ, thật sự là tôi không có nhớ rõ về thời gian. Qua nhiều cái Tết thì họ cho tôi mở, cho tôi đi ra ngoài sống với anh em thì họ để cho yên ổn. Khi lấy lại được sức khỏe rồi thì họ chuyển tôi về một cái đội đi lao động. Nhưng mà tôi không đi lao động. Khi mà ông từ chối đi lao động như vậy thì chắc chắn là họ phải có phản ứng, chứ đâu có phải là họ chấp nhận cái đề nghị của mình dễ dàng, phải không ạ? Họ cũng làm nhiều cái dữ dằn lắm. Cái thứ nhất là họ thấy rằng họ cùm tôi trong bao nhiêu năm rồi cũng không có một cái hiệu quả gì cả. Tôi vẫn giữ cái tư cách của tôi là một tù binh. Và tôi vẫn nói là khi nào chiến tranh kết thúc thì mới nói chuyện được, còn bây giờ còn chiến tranh thì tôi không muốn nói gì cả. Thế thì họ cũng về phía họ thì họ coi tôi như là một tù, một phạm nhân. Trên danh nghĩa họ đưa những giấy tờ rồi tôi ký dưới tên là chữ phạm nhân Nguyễn Đức Luyện, thì tôi cạch chữ phạm nhân, tôi để chữ tù binh Nguyễn Đức Luyện. Tất cả các giấy tờ họ đưa ký đều là mang danh nghĩa là phạm nhân, nhưng mà tôi rạch cái chữ phạm nhân. Bộ tòa nếu không có thì thôi tôi không ký. Nếu tôi ký dưới cái chữ tù nhân tôi ký, không có tôi không ký, làm gì thì làm, tôi không có ký. Thì tất cả bây giờ so lại những giấy tờ mà tôi đã ký thì hoàn toàn là có dưới chữ tù nhân, dưới chữ tù binh. Cái chuyện mà qua lại mà khi mà họ cứ đưa giấy tờ như vậy mà mình cứ nhất định mình bảo mình là tù binh, nó diễn ra trong bao lâu ạ? Trong suốt thời gian đó cho đến khi về nó vẫn không nhận tôi là tù binh. Còn cái việc mà họ đề nghị lao động mà mình không đi thì phản ứng của họ là sao? Họ lại đem vào cùm thôi, chứ nó cùm thì nói là hai cái món võ nó đánh chờ trong tù, nó chỉ có hai cái đó thôi. Thế mình chịu được cái đó thì mình thắng. Họ có đánh tra tấn mình hay là họ có làm gì không, hay là chỉ có đánh thì chỉ thật, nó không đánh bằng gậy gộc đâu. Nó cùm, không biết là cái chân mình mà nó cùm chặt nó đau lắm, nó cái mạch máu bên tắc nó đau bút lên đến đỉnh đầu, chứ nó không cần đánh. Thế mà khi mà cái đó mà để lâu thì chết, thì vấn đề mình chịu đựng được ít nhất cũng khoảng một ngày là nó phải mở ra, nếu không mình chết. Nó không muốn chết thì nó thay cái cùm rộng hơn, vì nó bó cái cổ chân lại, nó rất là đau và nó không có để lâu, nó nghĩ nó có cái kinh nghiệm gì, nó không để mình chết. Tức là họ chỉ có cùm mình không ấy, thì họ cùm cứ đưa lên cùm rồi mình quay về lại cùm lại. Nói đến cùm thì nó có nhiều loại lắm. Thí dụ như là cùm số 8, cùm số 6, cái số là nó càng nhỏ, cái số nó nhỏ lại. Đến cái cùm mà nó nhỏ lắm thì nó còn số mấy tôi cũng không còn nhớ, nhưng mà có những cùm nó bỏ lại, nó máu, mạch máu mình nó bị tắc nghẽn lại và nó làm đau buốt lên đến óc mình, nó làm khiếp lắm. Cái này ai có kinh nghiệm qua mới biết được, nhưng nó cũng biết là ở mức độ nào mình sẽ chết, thành ra nó không để mình chết. Ở mức độ nào nó thấy không được thì nó lại tháo mình ra, thì nó làm dài dài cứ như vậy.
mỗi lần tháo ra họ có hỏi mình à về bây giờ anh đã làm chưa hay là gì, tức là cái mục đích mà họ cùm mình có rõ ràng là họ muốn bắt mình đầu hàng làm áp lực gì không ạ? Cùm nó có nhiều loại. Cái cùm mà để tra tấn đó, thì nó dùng lâu mình chết, nó cũng không để mình chết. Thành ra nó tái diễn lại cái vụ mà cứ cùm rồi vào phòng tôi rồi nó cứ mấy cái biện pháp nó làm hoài, hay mình chịu được thì không có vấn đề gì cả. Nếu mình không chịu được thì là mình phải thay theo nó thôi. Như vậy thì bao giờ thì họ mình tạm gọi là đầu hàng mình, tức là họ thấy họ không, mình bướng bỉnh quá, họ không làm gì được, thì cái thời gian mà từ cái lúc mà họ bắt đầu cho tới cái thời gian mà họ gọi là tạm gọi là họ chịu thua mình thì là khoảng bao lâu ạ? Chứ thật ra là tôi cũng không nghĩ rằng họ chịu thua mình đâu. Nhưng mà tôi cứ ngày nào tôi còn sống thì có nói rằng tôi là tù binh. Thế thôi, tôi chỉ nói thế thôi. Họ chỉ muốn tôi là nhận mình là phạm nhân, nhưng mà tôi không được, cái này không có được. Họ cứ làm áp lực tối đa mãi rồi họ cũng chán. Là vì họ giam tôi tới 21 năm, mà ít nhất là một nửa thời gian đó là cùm ở trong phòng kín rồi. Mà ra ngoài đi nữa thì họ mở ra tôi ra ngoài, họ hy vọng rằng cái không khí bên ngoài nó sẽ quyến rũ mình hơn, là mình muốn được cái đó thì mình phải theo ý họ. Nhưng mà tôi vẫn giữ lập trường, bằng mọi cách thì tôi vẫn là tù binh. Tôi sống là một tù binh, chết tôi cũng là tù binh ở xứ này. Không bao giờ tôi là phạm nhân, tôi chỉ nói với họ thế thôi. Trong cái thời gian mà họ cùm ông hoặc là họ thả ông ra ngoài thì ông có liên lạc gì với lại các anh em tù không ạ? Ở chung phòng thì cũng có, nhưng mà họ để cho chung phòng với tù hình sự. Chỉ một thời gian thì họ để cho tôi ở trong nhà tù, nó có hai khu, một khu hình sự, một khu trường tù chính trị. Thì lúc đầu họ để cho tôi vào ở trong cái tù chính trị, họ thấy rằng để cho tiếp xúc với tù chính trị thì nó không có lợi, họ chuyển tôi sang khu hình sự và họ cùng ở trong đó. Rồi mỗi lần mở ra thì họ lại để tôi ở trên bên khu hình sự. Rồi lâu mãi về sau họ làm thấy chán thì họ lại chuyển tôi về tù chính trị ở chung với anh em. Đây là những năm cuối cùng, một vài năm cuối cùng, tôi không nhớ thời gian nữa. Nhưng mà cái thời gian mà ra ở thì họ cũng cho tôi được ăn uống tốt hơn, để cho mình có một cái hình thù nó lành lặn khi mà họ thả mình về đó. Thành ra vì thời gian với các cái thì tôi bây giờ lâu quá tôi không có nhớ. Nhưng mà đại khái cái policy của họ nó là như vậy. Còn cái ngoài cái chuyện mà liên lạc với anh em, mà trong đó theo như trong cái bài Người tù kiệt xuất của ông Phan Lạc Phúc có nói là hình như là anh em biệt kích có thể là liên kết với nhau, mà ít nhất là liên lạc với nhau và giúp đỡ nhau, thì cái chuyện đó nó ở tầm mức nào ạ? Cái này thì sự thật là tôi không có một thời gian ngắn thử ở chung với anh em biệt kích, cho họ để tách tôi ra. Thế mà nhìn chung thì cái tinh thần của anh em biệt kích cũng khá, nhưng có một vài thành phần cũng mắc những cái sai lầm không tránh được, nhưng mà cái đó là ít. Và hai nữa là những anh em biệt kích kỳ khoản ở trong đó thì họ cũng đùm bọc với nhau, họ sống cũng tốt lắm, cũng có một cái tinh thần đồng đội. Và trong đó cái tổ chức nào cũng có người tốt người xấu, trong nhóm biệt kích này cũng vậy. Thành ra bây giờ họ có xấu thì chỉ là chẳng qua là vì đói khổ quá, cái miếng cơm nó làm cho người ta bị lung lạc. Nhưng có anh em khác thì họ rất là bền chí, họ không nỡ xúc phạm đến cái thể chế của mình. Họ vẫn giữ họ là những cái người biệt kích, có nhiều người tốt và cũng có một vài người không tốt. Nhưng mà đối với những người không tốt thì ông cũng hiểu cho là đói, rét, rồi nó hành hạ đủ mọi cái. Họ không giữ được cái vị trí của họ. Cái đó mình cũng thông cảm và không có gì đáng trách. Ngoài cái chuyện mà đùm bọc lẫn nhau thì mà mấy anh em biệt kích hoặc là ông có liên lạc gì với ngoài cái biên giới, nó có đi ra ngoài phạm nhân tù để có tiếp xúc ít nhiều được với lại những người dân ở đó không ạ? Có một số trong tù thì nó có một cái gọi là những cái diện tự giác đó. Thế tôi đã thấy người nào tốt đó, nó cho đi ra ngoài trại để làm những công tác bên ngoài, như lấy gỗ, lấy cây, đi chợ, đi búa, rồi làm những cái việc ở ngoài. Những cái gọi là những người, nó có một cái từ là tôi lâu quá thì tôi quên, nhưng mà nó có những cái một số người được chọn, lựa chọn để làm những cái công việc ở bên ngoài trại. Thì anh em biệt kích cũng có một số được cùng với những cái tù khác đi ra ngoài chạy làm. Còn cái sự liên hệ giữa người tù với người cai tù thì như thế nào ạ? Có người cai tù tốt, có người cai tù xấu, hoặc là cái sự liên hệ giữa người cai tù họ có đồng cảm với mình về khía cạnh nào không ạ? Theo tôi thấy, bởi vì tôi ra cái thời gian tôi ra ở ngoài rất là ít, rất là ngắn ngủi, nhưng mà theo anh em kể lại thì tôi thấy rằng anh em biệt kích cũng giữ được cái vị trí của mình.
Và về phía cán bộ thì họ muốn đồng hóa, không còn giữa biệt kích mà tù chính trị hoặc giữa biệt kích mà hình sự, họ muốn xóa mở cái ranh giới đi. Thì một số anh em cứ nghĩ rằng thôi mình là phạm nhân, mình là tù, cái đó mình không trách được, là vì cái sự hiểu biết hay là vì cái sức chịu đựng của anh em mỗi người nó một khác, mình không thể nào đòi hỏi được. Và trong cái tình trạng đó, ông thấy là trước mắt mình không thấy cái gì cả, ngày về không thấy đâu, và sống chết nó không ra làm sao cả. Thì miếng ăn với cái manh áo đó là cái hai cái yếu tố quan trọng đối với con người trong điều kiện đó. Thành ra nếu anh em nào có lật lạc thế nào đi nữa thì cũng tôi nghĩ rằng không thể trách được, trong mình không ai chịu được, là tôi không chịu được thì cái đó không nên trách móc gì ai trong những điều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.